17 tháng 2 năm 2019, trên các trang mạng xã hội xuất hiện bức thư của 100 nhân sĩ, trí thức và các tổ chức xã hội dân sự gửi Tổng thống Mỹ. Bức thư nêu lên vai trò của Hoa Kỳ đối với thế giới và nhân dân Việt Nam và nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ trong thông điệp liên bang năm 2019 rằng giờ đây, chúng ta phải bước đi mạnh bạo và can đảm vào chương mới của cuộc phiêu lưu vĩ đại của nước Mỹ, và chúng ta phải tạo nên một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21. Cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, từng làm việc tại Bộ Ngoại giao, cũng là người tham gia soạn thảo lá thư, cho biết mục đích ra đời của lá thư này. Nhân dịp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sang Hà Nội tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Bắc Hàn, thì những người tham gia gửi thư đấy không chỉ là cho Tổng thống Donald Trump biết, vì ông ấy thừa hiểu rồi, để cho dư luận thế giới, dư luận Việt Nam và dư luận Trung Quốc với dư luận châu Á biết rằng là Việt Nam đang có nguy cơ bị lấn lướt, bị xâm lược biển đảo, bị xâm phạm chủ quyền trên biển đảo, mà hiện nay trên thế giới có một cường quốc quân sự mạnh nhất là Hoa Kỳ, thì đã là đồng minh tự nhiên của Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học Hoàng Dũng nói với RFA rằng trên danh nghĩa thì lá thư được gửi cho Tổng thống Mỹ, nhưng thực chất không phải gửi cho cá nhân Tổng thống mà là gửi cho người đại diện của Hoa Kỳ để lên tiếng với thế giới nguyện vọng thoát trung của người Việt Nam. Tôi cũng không phải là mong muốn thuyết phục được Tổng thống Trump làm gì cho Việt Nam, mà với bất kỳ nguyên thủ nào khi trong những cái hoàn cảnh tương tự, họ cũng quyết định theo cái quyền lợi của quốc gia họ, chứ không phải vì một cái thư như thế này mà họ có thể thay đổi được. Tôi không nghĩ như vậy. Vậy thì chúng ta nhắm cái gì? Cái chính ấy, là hai chuyện. Một là đối với công luận quốc tế, và thứ hai đối với người dân Việt. Chúng tôi muốn nói cái này này. Chính phủ Việt Nam đang lơ lửng giữa hai xu hướng. Một là xu hướng càng ngày càng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, và cái xu hướng thứ hai là muốn thúc đẩy càng nhanh càng tốt cái chuyển động để mà thoát trung. Thì đấy là một cái dịp mà tốt. Chúng tôi thấy lúc mà ông Trump và ông Kim Jong-un gặp nhau ở Việt Nam, thì đấy là một cái thời điểm tốt để chúng tôi muốn khẳng định lại cái đó. Khẳng định lại là người dân Việt Nam trước hết là trí thức. Họ thấy rằng cái việc mà thoát trung là càng lúc càng cấp bách. Ông dẫn chứng sự lúng túng của chính phủ Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Quốc qua cách ứng xử vụ tưởng niệm 40 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc vừa qua, là một mặt bật đèn xanh cho báo chí viết những bài khá mạnh mẽ về cuộc chiến ngày 17 tháng 2 năm 1979, nhưng mặt khác thì lại giới hạn càng lúc càng chặt. Cuộc hội thảo cấp quốc gia về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc do Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam tổ chức hôm 15 tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội đã không dám nói đó là cuộc chiến tranh xâm lược, mà cũng không dám nêu tên Trung Quốc xâm lược. Trong buổi hội thảo tuyệt nhiên không có nhân vật chính trị cấp cao nào xuất hiện. Còn tại chuyến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ hôm 17 tháng 2 năm 2019, thì lại đưa một quan chức cấp cao nhưng đã rời khỏi chính trường đến dâng hoa, thắp hương, đó là nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Giáo sư Hoàng Dũng kết luận họ sợ và nói thêm. Họ sợ hãi người dân. Rõ nhất là cái việc ứng xử phải nói rằng là hết sức vô văn hóa, và nó đi ngược lại những cái gì mà được gọi là tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc, đem những cái xe chở rác chặn cái lối vào tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn, rồi là cậu đưa hướng đi chỗ khác, đều cho thấy là quả nhiên chính phủ Việt Nam đang lúng túng đến tới một bước rồi lùi hai bước, và điều đó càng cho thấy rằng cái thư của chúng tôi là đúng đắn.
là nhấn mạnh cái xu hướng thoát trung, một cái nguyện vọng của người dân Việt Nam. Cái đó phải nói to ra cho thế giới biết, và để thức tỉnh một số nào đó, một bộ phận nào đó trong người dân, hay là ngay cả trong quan chức, họ thấy rằng đã đến lúc là phải nói to ra cái nguyện vọng đó. Một điều xuyên suốt trong lá thư rất dễ nhận thấy là mối đe dọa từ Trung Quốc. Lá thư nhắc lại cuộc chiến Việt Nam mà hậu quả đau đớn nhất chính là việc một nước Trung Hoa trở nên hùng hổ, đang trắng trợn mở rộng cuộc xâm chiếm vùng biển và các đảo của Việt Nam trên Biển Đông, đe dọa quyền tự do hàng hải của mọi quốc gia trên vùng biển quốc tế, thách thức uy quyền của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang khẳng định. Mục đích chính của những người tham gia ký tên cái thư này đó thì nói lên một điều rằng là lợi ích của Hoa Kỳ và lợi ích của Việt Nam là ở Biển Đông, rộng ra là châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, thì nó cùng có lợi, cùng lợi ích là ngăn chặn sự bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Thì cho nên là Việt Nam và Mỹ có thể là đồng minh với nhau trong vấn đề này. Khởi đầu đó là đồng lợi ích và có thể là tiến tới là đồng minh trong đối ngoại. Thì sau này có thể là mở rộng nó ra trở nên là đối tác chiến lược toàn diện. Chứ không phải là đối tác toàn diện như hiện nay. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 12 tháng 2 năm 2019, Đô đốc Philip Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương phát biểu rằng, chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng tình hình Biển Đông đang thay đổi một cách nhanh chóng và chúng ta sẽ cần một cách tiếp cận mới. Điều này đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc với một vài địa điểm Mỹ chưa đặt căn cứ quân sự tại khu vực này. Chúng tôi đang bàn bạc với các đối tác và đồng minh về khả năng thiết lập những cơ sở này. Việt Nam là một trong những nước có tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc, là nước nhỏ nằm bên cạnh Trung Quốc và luôn chịu áp lực đe dọa từ Trung Quốc. Lá thư cũng nêu lên rằng, nhân dân Việt Nam càng ngày càng nhận thức rõ rằng nguy cơ bành trướng xâm lược của Trung Quốc Cộng sản hôm nay là sự tiếp nối tham vọng đế quốc hàng ngàn năm của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Ông Nguyễn Đăng Quang nhận định Việt Nam phải có sự chuẩn bị từ trước, chứ không để nước đến chân mới nhảy. Điều đó thì là ai cũng nhận biết và rõ ràng rồi. Thế nhưng mà nó lại không đồng đều với cái chính sách 3-0 của Việt Nam. Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên nước mình. Không tham gia liên minh quân sự. Và không liên minh với nước này để chống nước kia. Thế nhưng mà nó cũng có cái không thứ ba này cũng có thể thay đổi. Là buộc phải liên minh, tìm kiếm đồng minh với nước thứ ba để chống xâm lược khi bị một quốc gia nào đó xâm lược, đe dọa hoặc là xâm lược. Thì trước khi làm điều đó thì cả hai bên đều nó phải là chuẩn bị từ trước rồi. Để khi nó sự cố xảy ra thì nhanh chóng sẽ là liên minh của nhau, đồng minh của nhau. Mối đe dọa từ Trung Quốc là điều mà bất cứ người Việt Nam nào cũng nhận thấy, vì nó là từ hàng ngàn năm qua rồi. Là người dân Việt Nam, cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng luôn ủng hộ cho dân chủ, nhân quyền và thoát trung. Nghệ sĩ Kim Chi cho biết, khi tham gia ký lá thư gửi cho Tổng thống Mỹ, bà không quá kỳ vọng nước Mỹ sẽ làm gì đó, bởi... Cái người Mỹ thực ra họ cũng rất là thực dụng. Cái gì làm mà có lợi cho họ thì họ ok. Thế còn mình không trông cậy hết họ là họ vì cái nhân quyền dân chủ của Việt Nam mà họ làm tất cả đâu. Bà cho biết mà chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ làm bất cứ điều gì để thúc đẩy tiến trình quan hệ Việt Nam với quốc tế tốt hơn, đi gần với dân chủ hơn là bà làm. Và đây cũng là dịp để Hoa Kỳ thấy rằng người dân tin cậy ở sự hợp tác trong công cuộc đòi nhân quyền và thoát trung ở Việt Nam.